Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với video của mình. Rất vui được chào đón cả nhà trong video ngày hôm nay. Cả nhà ơi, bầu trời hôm nay thật trong xanh và cũng thật là đẹp. Đó, cả nhà mình thì hiện tại cũng đang đi trên con đường Cái Mỹ, con đường của núi rừng quê hương yêu dấu của Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng của mình. Đó, ngày hôm nay thì vẫn tiếp tục là những ngày leo núi và những ngày tắm suối rừng, cũng như là những bữa cơm ở trong rừng, những bữa nướng thịt và những bữa ăn thật là và thú vị ở trong rừng đó cả nhà. Giờ bây giờ mình chào đón cả nhà cùng vô trong rừng núi của quê hương mình nhé. Hai em Đen và Đốm là những người bạn luôn đồng hành cùng với gia đình mình trong những buổi leo núi nha cả nhà. Và giới thiệu với cả nhà, đây là Đôn và Phúc đó cả nhà. Bầu trời hôm nay thật trong xanh và gió mát cả nhà. Thì gia đình mình tiếp tục hưởng những ngày nắng đẹp sau bao nhiêu ngày mưa bão đó cả nhà. Trời, bữa nay thời tiết thật là tuyệt vời đó cả nhà ơi. Đang săn đâu này? Ôi mẹ ơi! Mệt đâu, đang săn mà. Bây giờ thì gia đình nhà mình đã leo lên tới đỉnh dốc rồi cả nhà. Đó, đội quân hùng hậu cũng leo rất là mạnh đó cả nhà. Trời trong xanh quá. Bây giờ là đường đi vô suối rồi cả nhà. Cây cối hai bên thì tùm rất là mát mẻ đó cả nhà. Bầu trời trong xanh và đi hai bên đường thì cây cối tùm rất là mát mẻ. Đó, bên trong suối thì đang hiện ra rồi. Rất là đẹp, cảnh trong suối rất là đẹp cả nhà. Nhà mình thì đã tới suối rồi đây nè. Đó, đội quân của mình đã tới suối rồi. Phúc có cháu của mình thì đã nhảy bùng xuống suối rồi, đang tắm suối rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, bây giờ thì gia đình nhà mình đã tới suối rồi. Cháu nội của mình thì chuẩn bị tắm và nhà mình thì đi xuống suối chuẩn bị chất bếp để nướng thịt và ăn bún đậu mắm tôm cùng với thịt nướng ở trên núi rừng quê của mình đó cả nhà. Sarah thì đã khởi động và bước xuống suối rồi cả nhà. Lúc này thì Phúc đang té nước lên người Sarah và Sarah hét ầm núi rừng lên. Cả nhà có thấy Đôn
cháu của mình đang ngồi bấm điện thoại không cả nhà? Đó, Phúc và Sara thì đã nhảy bùm xuống suối và đang tắm suối. Còn riêng Đôn thì vẫn ôm điện thoại ngồi trên bờ cả nhà. Bây giờ thì đội hậu cần của nhà mình, chú Đại, cô Liên, cô Phương, trong đội hậu cần nấu bếp, phục vụ cho các em nhỏ nhà mình. Rồi chú Đại đang đốt bếp lửa kìa. Rồi. Cảnh núi rừng thật đẹp, một bếp lửa bên bờ suối. Đó, cả nhà thấy không? Rồi bây giờ thì cô Liên đang đi rửa rau, chuẩn bị rửa rau để ăn bún thịt nướng. Cô Phương thì gọt xài, thái xài. Sau đây thì Đôn đang ngồi vò tóc đó cả nhà. Tại vì nội của Đôn không cho phép Đôn sử dụng điện thoại. Tại vì mình tận hưởng những không khí trong lành của thiên nhiên, đã đến núi rừng thì mình thả mình, thả hồn vào thiên nhiên. Còn nếu muốn xem phim, muốn chơi game thì mình ở nhà nha. Đó, cho nên là bà Đôn đã không cho phép Đôn sử dụng điện thoại khi đã lên trên núi rừng. Bây giờ thì anh chàng ta đang sướng để ăn xài chấm mắm đường đó cả nhà. Cả nhà ơi, wow. Và đây là món xài chấm mắm đường đó cả nhà. Ở trên rừng núi thì mình ăn những cái món chua chua này cũng rất là thú vị đó cả nhà. Nhà mình có một thói quen là khi lên rừng thì mình thường đốt một đống lửa để đuổi muỗi đó cả nhà. Gần suối, gần nước và lên trên rừng thì cũng rất là nhiều muỗi. Cho nên là mình đốt đống lửa, mình làm cây mắt của muỗi nó bay đi. Rồi đứng lửa thì mình cũng sử dụng, mình nấu bếp luôn cả nhà. Bây giờ thì ngồi bên bếp lửa và bên bờ suối, tâm trạng rất là thoải mái. Đôn, Phúc, cô Phương, cô Liên, chú Đại đang ăn xài chấm mắm đường. Cả nhà ơi, không phải dễ để tụ tập được cả nhà đi một đội quân đi lên trên đây đâu. Thường thì mình hay phải rủ re các cháu của mình, tụi nó cũng thích xem game, chơi game và nó không có đi đâu cả nhà. Cháu đội mình thì đang vùng vẫy dưới suối đó cả nhà. Chảy nước miếng luôn cả nhà ơi, món xài chua chua chấm nước mắm đường ớt cho cả nhà. Phúc thì đã lên bờ và đang chấm mắm xài, Đôn thì chưa tắm, đang ăn xài vì không được phép sử dụng điện thoại trên núi rừng. Cho nên là anh chàng ta sướng để ngồi ăn xoài. Sau khi đốt đống lửa rồi thì bây giờ mình có than để sử dụng. Thì bây giờ là nội của Sara đang đứng bắp. Đang đứng bắp bên cạnh nhà. Một đống lửa ngồi bên bờ suối và nướng bắp nướng thịt thì không còn gì thú vị bằng, đúng không cả nhà? Bởi vậy chúng ta hãy tận hưởng những không gian và những thời điểm thích hợp nhất cho gia đình nhà mình vào những ngày hè nắng nóng nha cả nhà. Bây giờ thì chuẩn bị nướng thịt rồi cả nhà ơi.
Cô Phương sau khi ăn xoài chấm mắm thì đang ngồi bó gối nè. Cô Liên thì đang mơ mơ màng màng. Rồi hai cô này thì đã từ xì phố về, cô Phương từ thành phố về và rất vui được đi lên núi rừng. Cô Phương nói là ở trên đây thật là đẹp, thật là tuyệt vời và rất là quý giá đó cả nhà. Vì ở thành phố thì khó có được những khung cảnh như vậy. Bây giờ thì nội của Sarah đang nướng thịt rồi. Đó. Trời, cô Phương xuýt xoa nguyên một buổi đi chơi luôn. Là cô Phương kể chuyện là khi mà trở về thành phố thì trở về công việc thì có kể chuyện cho đồng nghiệp của mình là được lên núi rừng, đi lên suối, đứng thịt, rồi bơi với cùng với các cháu, rồi đồng nghiệp của cô chờ thịt ngon thì cũng không nhỉ? Cho nên là vời luôn á. Cũng thật là khi ở quê hương của mình có cảnh núi rừng cho tất cả mọi người được đi lên đây thưởng ngoạn cảnh trong rừng, ngồi bên bờ suối, uống một hớp bia với bạn bè, uống một ly rượu với bạn bè, nhâm nhi với thịt nướng thì còn gì bằng, đúng không cả nhà? Cả nhà ơi, bây giờ thì mình chuẩn bị làm một chén mắm tôm, chanh, đường, ớt để mình ăn với bún đậu nha cả nhà. Thơm á, chấm đậu nữa. Rất là tuyệt vời với món bún đậu mắm tôm đó cả nhà ơi. Mời cả nhà chuẩn bị dùng bữa với gia đình nhà mình nhé. Rồi. Món nước chấm huyền thoại này chỉ có ở Việt Nam và chỉ có người dân Việt Nam thì mới có món nước chấm này thôi, đúng không cả nhà? Trời, nếu mà chấm với cả đậu hũ với một chút bún, một chút rau thơm. Thật ra ở nhà nấu này chả bao giờ ăn nhá, mà lên đây ăn ngon nhở. Bụi ăn đúng ngon luôn á. Ăn bẩn á. Phương ở thành phố về có khác, bận rộn cho nên là đâu được đi lên núi rừng như vậy đâu. Cho nên là đang khen rất ngon đó cả nhà. Mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình nhà mình nhé. Chú Đại, cô Liên, cô Phương ăn rất là khí thế luôn. Một tô bún đậu mắm tôm và thịt nướng. Rồi, bây giờ mình mời cả nhà cùng chung vui với gia đình nhà mình ở trên núi rừng nha. Ngon là thịt thì ngon rồi. Đời tặng cho thịt nướng lên tiếp. Một bịch nha. Tôi không nhìn, tôi sợ. Đó đang to bao nhiêu? Tôi không muốn gì à? Thế thì không bán rồi. Đây là của tô của Đôn là 30.000 mà dần chỉ lấy rẻ có 15 này. Đôn, Phúc và Sarah đều phải đi. Con phải cầm của con đi nè, chứ đâu có đã làm được con. Cho con chú Đại đốt lửa lên. Rồi bà bán rẻ lấy 15 thôi nha Đôn. Trọng thưởng là mỗi người một tô bún, thịt nướng, mắm tôm. Đó. Đổi cho những bó củi Đôn và Phúc và Sarah đã mang về để chất lửa lên để cả nhà. Món nước chấm mắm tôm, chanh, đường, ớt là một món chấm huyền thoại và cũng là một món chấm rất là ưa chuộng của người Việt Nam mình. Ngồi bên bờ suối với một tô bún đậu, thịt nướng, mắm tôm thì không còn phải bàn gì nữa, đúng không cả nhà? Đó, cho nên là
thôi thì chúng ta nếu có thể tận hưởng được những gì hạnh phúc nhất thì hãy chớp lấy thời cơ và nắm giữ hạnh phúc cho mình. Một hạnh phúc cũng rất là nhỏ nhoi và đơn sơ, đúng không cả nhà? Ngồi bên bờ suối nhâm nhi một tách trà, nhâm nhi một ly bia, nhâm nhi một ly rượu cùng với bạn bè, cộng với thịt nướng thì còn gì bằng, đúng không cả nhà? Chuyến này cô Hương về, cô Phương về thành phố thì tha hồ mà hàn huyên tâm sự với bạn đồng nghiệp của mình là núi rừng của quê hương tôi quá tuyệt vời luôn, đúng không? Cô Phương thân mến, cô Phương có một dịp nào đấy nhá, dắt các bạn của mình về và đi lên trên núi rừng này để chúng mình cùng nướng thịt, chúng mình cùng đi thưởng thức và du ngoạn cảnh rừng núi của quê hương Lạc Lâm đó. Bây giờ thì Sarah đang ngồi ăn bún cùng với em Đen đang ngồi ở bên cạnh. Cả nhà thấy tuyệt vời không? Rất là tuyệt vời đó. Lên trên đây mình cảm thấy tâm hồn rất là thư giãn, thoải mái. Ngồi bên bờ suối róc rách đó, thấy không? Mình nghĩ rằng quê hương của mình là số 1 đó cả nhà ơi. Trẻ ơi, sau khi xem clip của mình, các bạn cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc giống như gia đình nhà mình thì các bạn hãy tận hưởng những hạnh phúc nhỏ nhặt nhất ở chính quê hương của mình nhé, và luôn tạo cho mình những niềm vui, những niềm hạnh phúc. Đừng để những cái gì nó trôi qua, thời gian nó trôi qua mà mình không nắm bắt được thì rất là uổng phí đó các bạn. Bây giờ thì vẫn đang là tiếp tục sống ảo này cả nhà, đang chụp hình sống ảo bên rừng và bên bờ suối này cả nhà. Cuộc đời này thật là ý nghĩa và cũng thật là trân trọng, quý giá đó cả nhà. Cho nên là chúng ta hãy tận hưởng những niềm vui, những niềm hạnh phúc khi ở bên người thân, khi ở bên gia đình và khi ở bên bạn bè. Đó là những giây phút thật là tuyệt vời. Chúng ta trong cuộc sống này thì chúng ta chọn cho mình những niềm vui. Trong nỗi buồn và niềm vui thì mình nghĩ rằng mình hãy sống tích cực lên. Dù bất kỳ ở thời điểm nào, ở địa điểm nào thì chúng ta luôn tạo cho chúng ta những niềm vui và những hạnh phúc. Đó là một cách tốt để níu giữ tuổi thanh xuân, cũng như là một cách tốt để mình kéo dài tuổi thọ cho sức khỏe của mình. Đấy, mình rất là trân trọng và quý giá những giây phút này. Sau khi nướng thịt và sau khi đã liên hoan ăn trên rừng thì bây giờ nhà mình đang trở ra và đi về nơi cả nhà. Mỗi một cuộc vui thì đều có một điểm dừng. Bởi vậy là bây giờ thì nhà mình đang thả dốc, đi xuống dốc và trở về nhà. Đó, thì tất cả chúng ta qua một cuộc vui chơi thì để lại rất là nhiều ấn tượng, cũng như ngày hôm nay thì để lại cho mình những ấn tượng, những kỷ niệm mà mình lưu giữ ở trong video ngày hôm nay. Đó, mình muốn gửi đến cho các bạn xem, và mỗi người chúng ta hãy sống tích cực lên, dù bất kỳ ở thời điểm nào, dù bất kỳ ở đâu, dù bất kỳ trong một hoàn cảnh nào thì chúng ta luôn chọn cho mình những niềm vui và những hạnh phúc, theo mình thiết nghĩ là như thế, đúng không cả nhà? Bây giờ thì đang xả dốc xuống rồi, gia đình nhà mình thì đang trở về nhà.
Mình xin chào tạm biệt các bạn, xin chúc các bạn có một ngày mới thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ bên gia đình, bên người thân. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Xin mọi người ủng hộ video của mình nhé. Đốm ơi, đốm à, hai em với chó phải về với bà rồi. Đen ơi, về với bà nè. Cả nhà ơi, mình đã về đến nhà rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.